Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Ukraine Zelensky lần đầu tiên lên tiếng liên quan tới vụ hai đại tá thuộc Cục An ninh Nhà nước UDO âm mưu ám sát ông. Phát biểu hôm 24 tháng 6, ông Zelensky giao nhiệm vụ cho đại tá Oleksiy Morozov, lãnh đạo mới của UDO, phải ngay lập tức loại bỏ những người đang làm mất uy tín của cơ quan an ninh này. Ông Zelensky nói trong buổi lễ bổ nhiệm ông Morozov, UDO phải loại bỏ bất kỳ người nào không trung thành với Ukraine hoặc làm mất uy tín của cơ quan an ninh. Giới thiệu ông Morozov với các quan chức thuộc UDO, ông Zelensky cho biết, nhiệm vụ chính của ông Morozov là đảm bảo các thành viên của UDO thấy được rằng tương lai của họ gắn liền với sự tồn vong của Ukraine và chỉ những người trung thành với Ukraine mới được tham gia cơ quan an ninh này. Đây là những bình luận đầu tiên ông Zelensky sau vụ việc hai đại tá của UDO âm mưu ám sát ông. Trước đó, Cục An ninh Ukraine SBU thông báo hai sĩ quan của cơ quan an ninh nhà nước Ukraine bị cáo buộc tham gia vào âm mưu ám sát các quan chức quân sự và chính phủ hàng đầu đã bị bắt hôm 7 tháng 5. SBU tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram rằng hai nghi phạm lên kế hoạch ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Giám đốc SBU Vasily Maliuk và Giám đốc Tình báo Quốc gia Kirill Budanov cùng những người khác. Hãng tin Eschina xác định những nghi phạm bị bắt giữ là Andrei Guk, người đứng đầu đơn vị bảo vệ chính phủ thuộc cơ quan an ninh nhà nước Ukraine, và đồng nghiệp của ông này là Dukat. Cả hai được cho là đã bị bắt cùng lúc vào ngày 4 tháng 5. SBU cho biết những nghi phạm này là đặc vụ của một mạng lưới mà họ cáo buộc được chỉ đạo từ Moscow, đang tiến hành theo dõi Tổng thống Zelensky và các quan chức chính phủ khác với âm mưu tấn công tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze vào họ. Guk bị cáo buộc thu thập và truyền thông tin mật về những người được bảo vệ, bao gồm cả Tổng thống Zelensky. Đây là âm mưu ám sát mới nhất mà SBU phát hiện. Tháng trước, cơ quan này cũng tuyên bố rằng một nghi phạm ở Ba Lan đã truyền thông tin về an ninh của một sân bay Ba Lan cho gián điệp Nga với mục đích dàn dựng một vụ ám sát ông Zelensky trong chuyến thăm nước này. Chính quyền Ba Lan sau đó cho biết người đàn ông tên là Pavel K đã bị bắt và bị buộc tội sẵn sàng hoạt động cho tình báo nước ngoài chống lại Cộng hòa Ba Lan. Bình luận về vụ việc, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng các tuyên bố từ phía cơ quan an ninh Ukraine, SBU, hầu hết là không đáng tin. Ông Peskov nói, tôi không thể bình luận gì cả. Nhìn chung, như các bạn thấy, thông tin đến từ SBU khó có thể coi là trung thực. Vì vậy, tôi không thể nói bất cứ điều gì. Thời gian qua, Ukraine đã phát động làn sóng tấn công vào các nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các đợt tấn công này đẩy Moscow vào thách thức kép, vừa chạy đua để bảo vệ lãnh thổ, vừa tiếp tục cuộc xung đột tại Ukraine. Bên cạnh đó, các đợt tấn công của Ukraine cũng đẩy giá nhiên liệu trong nước ở Nga tăng cao, tăng áp lực đáng kể lên Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã tuyên bố Ukraine đã tấn công hơn 30 cơ sở xử lý và lưu trữ dầu của Nga khi nói với các sĩ quan của Trung tâm Điều hành Đặc biệt A thuộc Cơ quan An ninh Nhà nước SBU Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào hoặc tiết lộ khoảng thời gian diễn ra các cuộc tấn công trên. Theo nhận định của chuyên gia về Đông Âu Ben Aris, tổng biên tập tại Business New Europe, các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga đang làm được điều mà các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của phương Tây đã không đạt được. Giảm thu nhập từ sản xuất dầu của Điện Kremlin, hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và đẩy giá trong nước lên cao, nhưng không ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ quốc tế. Bất chấp những lo ngại của Mỹ, tác động của các cuộc tấn công như vậy sẽ khiến giá dầu quốc tế giảm chứ không phải tăng. Ông Aris cho rằng kể từ khi cuộc đối đầu bằng phương tiện bay không người lái UAV gia tăng vào đầu năm nay, các UAV tầm xa mới đã tấn công ít nhất 20 mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra thiệt hại nhất định và khiến các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động trong nhiều tuần khi việc sửa chữa ngày càng khó thực hiện. Theo đó, các cuộc tấn công của Ukraine đã đạt được điều mà các biện pháp trừng phạt của phương Tây không làm được, làm giảm khả năng của Nga trong việc chuyển đổi dầu thô thành nhiên liệu cần thiết để cung cấp cho quân đội nước này. Ukraine khẳng định rằng việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga sẽ làm giảm giá dầu quốc tế bằng cách hạn chế khả năng lọc dầu của Nga, khi ép buộc Moscow phải xuất khẩu thêm dầu thô, tăng nguồn cung và đẩy giá xuống.
Nhưng chiến lược này đã khiến Mỹ rất lo lắng khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin bày tỏ lo ngại rằng những cuộc tấn công này có thể có tác động dây chuyền đến tình hình năng lượng toàn cầu bằng cách đẩy giá dầu toàn cầu lên cao. Mỹ đã hối thúc Kiev ngừng tấn công vào nhà máy lọc dầu của Nga để tránh tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ chính các hạ tầng quan trọng của mình. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại hơn. Tuy nhiên, Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này. Ngoài ra, quan chức NATO cảnh báo ngày càng ít cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga có thể an toàn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Trong một bài phát biểu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Ukraine và các nước phương Tây đang nỗ lực đạt được những mục tiêu mà họ đã thất bại trên mặt trận quân sự bằng ngoại giao. Ông Putin nói Nga chưa từng từ chối đàm phán với Ukraine, nhưng hiện nay Moscow cần biết bên nào họ có thể cùng đàm phán và tin tưởng. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc phương Tây đưa ra tối hậu thư cho Nga về Ukraine, bất chấp nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình của Moscow. Ông nói, hầu như mọi điều phương Tây làm, những gì họ tuyên bố, những gì họ thực hiện trên thực tế kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự tại Ukraine đều là một phần trong tối hậu thư gửi tới Nga về mọi mặt. Ông Lavrov cho biết, tối hậu thư của phương Tây bao gồm triển vọng về một giải pháp chính trị và ngoại giao đã bị phá hoại theo lệnh của phương Tây vào tháng 4 năm 2022, cùng với sự mở rộng ngày càng tăng của phạm vi vũ khí mà chính phương Tây cung cấp cho chính quyền Ukraine. Đồng thời khẳng định, Nga không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán cửa sau nào với bất kỳ ai về việc giải quyết xung đột Ukraine. Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng, đề xuất hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước đó là kết quả của sự phân tích thấu đáo và mang tính xây dựng về thực tế hiện tại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho biết, phương Tây không đưa ra phản hồi thực chất nào về đề xuất này. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, thiện chí của chúng tôi đã được thể hiện rõ ràng. Chúng tôi đã cho thấy nhiều thiện chí. Nhiều lần, bắt đầu từ năm 2014, chúng tôi đã đưa ra đề xuất tìm một giải pháp mà các bên đều có thể chấp nhận được đối với tình hình mà phương Tây đã tạo ra ở Ukraine. Chúng tôi đã và đang làm như vậy, nhưng gặp phải sự từ chối liên tục. Sáng kiến gần đây của Tổng thống Putin về những cách giải quyết xung đột thực tế cũng gặp phải thái độ tiêu cực tương tự. Trước đó, trong một cuộc họp với quan chức Bộ Ngoại giao Nga, ông Putin nói Nga sẽ ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nếu lực lượng Ukraine rút khỏi 4 khu vực Moscow đã sáp nhập, gồm Lugansk, Donetsk, vùng Donbass, Kherson và Zaporizhia, đồng thời từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ông Putin cho biết thêm là Nga sẵn sàng đảm bảo cho việc rút quân an toàn của các đơn vị Ukraine. Về phía mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng những thông điệp này là tối hậu thư và không khác gì bất cứ tối hậu thư nào mà ông Putin đưa ra trước đây. Ông Zelensky cũng cho rằng ông Putin muốn Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, nhưng cũng muốn cả những khu vực mà Moscow chưa kiểm soát. Đồng thời nhấn mạnh, ông ấy không có ý định dừng lại và sẽ không có chuyện xung đột kết thúc. Theo Business Insider, dẫn lại thông tin trước đó từ hãng tin Euronews Rumani, một dự án trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ nhằm chuyển đổi căn cứ không quân tại làng Mihail Koganisianu ở Rumani đã bắt đầu vào đầu năm nay. Căn cứ này được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1999, dự kiến có quy mô bằng một thành phố nhỏ với khả năng tiếp đón 10.000 nhân viên NATO và gia đình của họ. Ông Nikolai Kreatu, chỉ huy căn cứ không quân tại Mihail Koganisianu, nói với Euronews Rumani rằng cơ sở được mở rộng sẽ yêu cầu nhà chứa máy bay bảo trì, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở. Theo đài BBC, một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Rumani gần đây được mua từ Na Uy, cũng như máy bay không người lái MQ-9 Reaper sẽ sớm đến căn cứ ở Mihail Koganisianu, cách bờ biển Đen khoảng 19 km. Trước đó, NATO đã thông báo rằng 7 máy bay chiến đấu FA-18 Hornet của Không quân Phần Lan cũng đã hạ cánh xuống căn cứ ở Mihail Koganisianu để thực hiện huấn luyện và xuất kích thực tế dọc theo sườn phía đông trên bờ biển Đen. Một phi công nói với BBC rằng sự hiện diện của Mỹ tại căn cứ ở Mihail Koganisianu cũng đang được tăng cường. Ông Dorin Popescu, một nhà phân tích địa chính trị, trước đây đã nói với Euronews, căn cứ Mihail Koganisianu sẽ trở thành cơ sở quân sự lâu dài quan trọng nhất của NATO trong phạm vi xung đột ở miền nam Ukraine. Ông Popescu nhận định, chúng ta đừng tưởng tượng rằng cuộc xung đột này sẽ kết thúc trong năm nay
vào năm 2025 hoặc 2026. Đó là một cuộc xung đột lâu dài. Trong khi đó, một số chính trị gia Nga đã đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc về dự án chuyển đổi căn cứ ở Mykolaiv, Kolgan-Nisyanu. Theo Business Insider, ông Andrei Klimov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Liên bang Nga, trước đó đã cảnh báo căn cứ ở Mykolaiv, Kolgan-Nisyanu là mối đe dọa đối với Rumani. Moscow nhiều lần cáo buộc việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông, tiến sát biên giới Nga đã tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga. Moscow cũng nói rằng chính điều này buộc họ phải mở hoạt động quân sự ở Ukraine. Trong các điều kiện hòa bình nêu ra, ngoài đề nghị Ukraine công nhận thực tế mới về lãnh thổ, Nga cũng yêu cầu Kiev duy trì vị thế trung lập, không gia nhập các liên minh quân sự như NATO, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ trên lãnh thổ. Theo Eroya Novosti, vào cuối tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại những lời đe dọa của mình đối với phương Tây, thề sẽ đi đến cùng trong cuộc chiến với Ukraine. Ông Putin nói với các nhà báo Nga rằng thất bại ở Ukraine có nghĩa là sự kết thúc của lịch sử 1.000 năm của nhà nước Nga. Tôi nghĩ điều này ai cũng rõ, chẳng phải tốt hơn là nên đi đến cùng sao?